đó. Đây đó. Dạ bà. Dạ. Hôm trước á là em có đi đăng tang nhà của anh. Dạ. Thì em có xem được những cái YouTube ở trên mạng á, thấy là anh chị bán ngoài cái việc ca hát thì anh chị còn có bán thêm những cái món ăn dân dã cho bà con. Tình là em có tham dự được một cái đám tang chung với một cái người má nuôi và có cái dịp tình cờ gặp được anh chị. Và sau đó thì xem những clip anh chị bán thêm một cái công việc, một cái công việc xung cho cái nghề hát. Thì rất là cảm phục và rất là quý mến anh chị. Nên là ngày hôm nay em đến đây và rất là vui khi được gặp được anh. Và em có cái chia sẻ cái câu chuyện này với lại chung cho chị Danh Hải Thí Nga. Thì chị Nga nói là ok, mày cứ sắp lịch đi, hôm nào tao đến tao gặp gỡ anh Tiểu Linh với lại chị Tho. Tại vì chị Nga có biết. Dạ. Đó thì cảm ơn anh Linh rất là nhiều nha. Tại vì anh Linh cũng là một trong những cái kỷ niệm thời thơ ấu của em khi mà em xem được những cái tuồng cải lương, tuồng cổ. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ là già rồi. Bán kiếm sống cả nhà ơi. Trời. Mọi người biết không, những người nghệ sĩ mà thật sự những người nghệ sĩ chân chính khi mà họ làm cái công việc nghệ thuật á, thì đối với thực tế hiện tại bây giờ thì có nhiều cái mô hình nghệ thuật quá, cho nên là cả lương thì sân khấu cũng ít. Mà nếu mà anh chị em, cô bác, anh chị nào mà xem anh Tiểu Linh thì mọi người sẽ nhớ lại những cái ký ức, những cái kỷ niệm đẹp. Anh bây giờ nếu mà đi diễn thì anh vẫn còn đi diễn không? Anh diễn nhưng mà nó cũng hạn chế nhiều, cũng nếu mà khỏe thì nhận, còn không khỏe thì cũng ca lả rá thôi, chứ không có hát mà nguyên tuồng như ngày xưa nổi nữa. Yeah. Chỉ đi hát lả rá thôi. Đã mong rằng cả nhà nếu ai có show nhớ hú Tiểu Linh nha, cho Tiểu Linh kiếm gạo nha. Vậy là có show là vẫn đi hát đúng không? Có show vẫn đi hát. Vậy nếu mà hỏi các bạn của Nhật cũng như khán giả mà xem được video này, mọi người nhớ mà có những cái show diễn chương trình hát đám tiệc anh hát không? Đám tiệc hát hết, đám gì cũng hát hết. Dạ. Yeah. Coi như là đám gì anh Linh cũng hát hết. Và Nhật sẽ có những cái mối quan hệ riêng của Nhật, thì nếu mà có những cái show diễn phù hợp thì Nhật sẽ mời anh Linh với chị Thoa đi diễn. Cảm ơn em trai. Quên nữa, em nghe nói là cái câu lạc bộ của anh hàng đêm á là đều có tổ chức chương trình hát với nhau anh. À đúng rồi, mỗi đêm thì ngoài mà bánh xèo ra bán tới 5-6 giờ là nghỉ xong là khoảng 7:30 là Tiểu Linh mở chương trình hát với nhau nghe. Dạ. Yeah. Và cũng hàng đêm, mỗi đêm cả nhà nếu ai có rảnh thì đam mê ca hát giao lưu thì hãy đến quán của Tiểu Linh nha, 77B Trần Bình Trọng, ủng hộ cho Tiểu Linh và Kim Thoa nha cả nhà. Anh cái chỗ này là buổi tối mình hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Từ 7:30 cho tới suốt luôn, nếu mà còn khách vẫn còn bán. Coi như là phục vụ xuyên suốt luôn ha. Xuyên suốt luôn, không quy định giờ, hết khách là nghỉ. Ban ngày thì buôn bán thêm, còn tối thì hoạt động nghệ thuật. Đúng rồi, ban dạ. Ngày thì bán bánh xèo, ban đêm thì hoạt động nghệ thuật. Đó. Đây là nhà của mình luôn hay sao anh Linh? Đây là nhà thuê, chứ không phải nhà mình. Ở đây thuê mắc. Thuê cao lắm cả nhà, đây là thực sự là một tháng là thuê tới 30 triệu. Quả mắt ra là phải một ngày kiếm 1 triệu đó cả nhà. Cho nên phải Tiểu Linh và Kim Thoa phải ráng gồng gánh bán thêm bánh xèo để có xây sở cho tiền nhà, tiền điện, tiền nước. Đó là 1 triệu chỉ là tiền nhà thôi, nó chưa nói tới tiền điện, tiền nước, cả nhà hiểu rồi đó. Mong rằng cả nhà thương mến ủng hộ cho Tiểu Linh Kim Thoa nha cả nhà ơi. Dễ thương quá. Ủa anh, và cho em hỏi, tại vì em thấy là bên chỗ cái cửa, bên chỗ nhà của anh Linh ở bên Phú Nhuận là cái đó mặt tiền đường, sao anh không bán bên đó? Tại vì anh bôn ba quen rồi, anh cũng thích mà làm phiền. Yeah. Nói chung thì từ ông bà mình nói câu là giờ cha giờ mẹ thì nhờ giờ anh và chị ra làm mấy ăn, thì anh Linh không muốn phiền với vấn đề đó. Đó chờ, anh Linh thì thích sống riêng lâu rồi, lúc anh Năm còn sống cũng vậy. Anh Năm cũng kêu về nhà hoài mà anh Linh không có thích. Sống gì tự lập. Yeah. Quen rồi nó vui hơn. Coi như là mỗi người đều có một cái lối sống riêng, cho nên là riêng cá nhân anh Linh thì cũng có cái suy nghĩ giống như bản thân của Nhật vậy đó mọi người. Mình sống là mình tự lập, đôi khi là mình cũng không muốn phiền đến anh em xung quanh. Nhưng mà khi mọi người xem được cái hình ảnh này, cũng như là mọi người xem được cái cuộc sống hiện tại của anh Tiểu Linh á, thì mọi người nhớ ghé ủng hộ. Ngoài cái việc là ăn uống buổi sáng thì buổi tối thì anh có hoạt động thêm văn nghệ đó. Thì số 77 Trần Bình Trọng, 77B Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5. Dạ. Anh, bà xã anh đâu rồi? Bà xã mới đi một vòng, bà phụ buôn bán á. Lát nữa cả nhà muốn gặp cái nghệ sĩ Kim Thoa thì lát nữa gặp nha.
Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn anh Tiểu Linh rất là nhiều mọi người ơi. Anh Tiểu Linh ở ngoài rất là dễ thương, rất là thân thiện. Chính cái điều đó là làm cho mình cảm thấy riêng cá nhân Nhật nha, rất là cảm phục anh. Làm nghệ thuật nó không có đơn giản đâu mọi người, ngoài cái việc là hát phục vụ bà con rồi phải kiếm thêm một công việc khác để làm, để kiếm sống qua ngày, đúng không anh? Đúng rồi, em nói gì có đúng không? Đúng rồi. Dạ cảm ơn anh nhiều lắm nha. Ok, cảm ơn em, cảm ơn cả nhà nha, nhớ ủng hộ Tiểu Linh và Kim Thoa nha cả nhà, khan tiếng luôn rồi bệnh nữa. Hai chị em chào chị Kim Thoa. Rồi lâu lắm rồi Nhật mới gặp được một nữ nghệ sĩ mà mình cũng rất là yêu mến cả nhà. Chị bánh xèo đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ gì chị Thoa? Hôm nay là em đi với lại bạn Thánh Chế Hồ Minh Tài. Thánh Chế Hồ Minh Tài có hẹn gặp gỡ em đến quán chị Thọ để ăn bánh xèo bánh cọ. Nó kêu là nó nhịn đói từ sáng tới giờ đây nên đến đây ăn á. Thôi là ăn ra chút xíu thôi nha. Bữa giờ là anh cũng có xem nhiều clip của em ở trên cộng đồng á Vũ. Thì em nói chung là em hát rất là hay, em rất hát rất là hay. Giống như là mọi người nói là em là truyền nhân của nghệ sĩ Vũ Linh vậy đó. Thì em có cảm xúc gì không? Có cảm nhận gì không? Thì nói chung là em nghĩ là lúc trước á thì em cũng có đi hát nhưng mà không được nhiều người biết đến. Nói chung là em cũng nghĩ là mình ca hát bình thường thôi, không có nghĩ mình là được mình hát lên được nhiều khán giả yêu mến như thế. Nói chung em cũng rất là hạnh phúc và những động lực của tất cả mọi người sẽ giúp cho em có thể càng ngày càng cố gắng làm tốt hơn, sẽ rèn luyện những tuồng trích đoạn, cố gắng hết sức hay hơn và hay hơn nữa. Em mong là anh cũng mong là khi mà mọi người được xem được clip của quán nhà em á, của ba mẹ em á, thì mọi người sẽ càng ủng hộ nhiều hơn để gia đình có thể là sẽ đi hát nhiều hơn. Ngoài cái việc là buôn bán sẽ đi hát nhiều hơn, và em cũng là một trong những cái nền tảng sẽ nối tiếp cái ngành nghệ thuật cải lương theo truyền thống gia đình, thì em có thể hát một câu nhỏ cho quý khán giả nghe được câu ngắn thôi, không cần phải nhiều câu ngắn thôi. Em còn mệt đấy nè. Sao băng nghe sương khuya nhỏ giọt vào mồm, ta muốn mọi người để mua thức một vầng trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngủ tối. Trời, nghe anh già viết có vậy tài. Nghe rất là già viết mà rất là dễ thương, rất là dễ thương, rất là già diết luôn. Cảm ơn em Vũ rất nhiều nha Vũ.